Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa họp thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ danh giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, gồm 21 phường và 11 xã. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 222,12 km2. Thời gian quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045. Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên là nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và dân cư nông thôn theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, phát triển thành phố Thái Nguyên với những vị thế và xu hướng phát triển mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố.